Rồi chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Phoenicia. Vâng, full hit dành cho đội bạn. Nhưng mà ông cứ nhớ đấy, ông cứ nhớ đấy. Thắng 9-0 là được, mỗi người được 1M nhá. Thưởng cũng được 1M đúng không? Tí là người cầm hit, Hoàng Mai Nhi là người cầm full. Trong khi đó phía bên mình Quân cũng không xấu hơn một chút nào cả. Chị Boy là người được cầm Phoenicia trong trận đấu này, còn Mạnh Hào là người cầm Perl. Một trong những game thủ có khả năng ép đầy vẫn kick 8, kick 7 tởm nhất của Game TV. Nói tội, với trận nào anh kích như thế là anh không thi đấu thôi. Còn hầu như là kích sớm. Ở Game TV có những cái thành phần, những kiểu Mạnh Hào có những trận đấu kích đời rất đột biến, cũng như chị Bông cả U98 đấy. Vâng, 98 thì hay có những cái bài 14 kích đời. Vâng, chỉ có một sự khác nhau đó là sự đột biến của Mạnh Hào thì hay giành được chiến thắng, còn sự đột biến của chiêu của U98 thì hay thua lắm. Chúng tôi chưa thấy cái bài nào kích 14 của U98 mà thắng được cả. Vâng, theo tin báo về của game thủ Chiboy thì bài của Chiboy đã mắc bích. Vâng, bài Phoenicia đã có 3. Ôi mạnh thế. Mạnh hơi ngoan quá. Ngoan, quá ngoan tới từ con voi này. Trời ơi. Lấy chai nước nào, hết nước rồi. Vâng, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. Tỷ số là 2-0 dành cho các thành viên của bên phía team Game TV. Một bài Phoenicia mắc binh dành cho game thủ Chiboy khi mà có rất nhiều voi hiệu ở nhà của mình. Rất mắc binh rồi. Trong khi đó thì đây là máy tới từ game thủ Mạnh Hào. Vậy là Hào cũng dành nhà Chiboy để la liếm bằng một bình hiệu 4. Bầu vơ solo không nghỉ, ông vơ có ở đây đâu mọi người. Mọi người đi tôi đúng không? Rồi, anh em nhớ like Facebook ở dưới của bình luận viên đi kìa. Đấy là bình luận viên đang bình luận kèo đấu này đấy mọi người ạ. Vâng, 23/24. Bơ cần phải có đôi sự đặc biệt. Vâng, khoảng thời gian đầu tiên là khoảng thời gian mà các game thủ bên phía Game TV phải là người có được lợi thế trước BB. À vâng, 2-0, quên, không sửa tỷ số. 2-0 nhé mọi người. Vâng, cũng muốn câu voi bị chết dần đến được game thủ Mạnh Hào. Nhưng thôi, thời gian nó cũng không quá quan trọng, bởi vì cái Zapper thì vẫn sẽ ép đời chuẩn thôi. Em tự bo thôi. Hào sẽ kích 9 bài này. Vâng, BL. Và thiết kế luôn BM không? Vâng, phía nội bạn Hoàng Mai Nhi đã lên đời rồi. Vâng, Hoàng Mai Nhi cũng kích 9 trong trận này. 799 thực. Vâng, kích 9. Cuối 9 với 22 đồng dành như công thức 24/2 thì phải. Nếu không nhầm thì là công thức 24/2. Đang bài Chiboy quá giàu nên Chiboy nhường đồ cho Mạnh Hào nhé mọi người. Không phải là kiểu ăn chanh đâu.
làm ba cái ruộng. Hở ra. Ăn vàng nhiều hơn, cố gắng cơ cấu thuốc này. Mãi vàng đang vẫn đang ở. Rồi, bây giờ là cứu mãi vàng. Trận đấu mà Hoàng Minh Nhi đời là cực kỳ khét. Vâng, con giò thứ hai tới từ game thủ Hoàng Minh Nhi. Vâng, có nó có ghê quá không anh ơi? Một vừa hai phải thôi thì người ta còn thi đấu. Nhưng vậy đây là lạc đà với game thủ Hoàng Minh Nhi. Khiếp hồn. Kích chín sớm đấy. À, như vậy là khoảng thời gian đầu tiên thì Hoàng Minh đang gây áp lực đến cả hai game thủ. Cũng chẳng chỉ thấy chị bòn. Quá khó chịu. Không lấy được, tôi tưởng là tạm thời lấy được, chưa lấy được. Vâng, bung bét hết rồi, chi boy bung rồi. Đây là màn máy tới đỉnh của nhà Tam Lai, 6/32. Một bài ép đời quá đột biến tới được game thủ Hoàng Minh Nhi đang khiến cho các thành viên của phía team Hà Nam có được lợi thế. Đội nhà vẫn đang phải bài ép đời, vâng mang cơ hội sang để có thể đỡ nhà cho vâng chi boy. Tôi nghĩ là vẫn còn gì nữa. Đó thì Hoàng đang chém về nhà với tí nhưng tí là không gỡ hít. Và nhà tiên của Chibon bảo vệ thì chưa đá đỡ nhà đá đỡ nhà đá vẫn còn là đà. Còn có lẽ là vẫn chưa đỡ được rồi. Hào không có vấn đề gì đâu. Anh Hào đi công nhà Hoàng Minh Nhi đi được không? Vâng, hú được một lạc đà và đỡ nhà thành công. Tham Lai là 26 rồi. Và máy Mạnh Hào Tham Lai là 29. Vâng, chạy răng nhà của Hoàng Bao Nhi để hỏi thăm Hoàng Bao Nhi nhà có đẹp không. Anh không có bánh xe trong trận đấu này. Vâng, một bài mà Hoàng Bao Nhi đang ép cực kỳ chân lực cái con lạc đà của mình. Vâng, lạc đà của Hoàng Bao Nhi là lạc đà công khai đổi. Một bài cầm Phô Đê Trang đang hóa bơ cái đội của Hoàng Bao Nhi. Vâng, không lên. Vâng, không lên công nghệ. Mà đó là một bài lên vâng, một đó là một bài đánh chân lực 2L từ đầu đến cuối. Nhưng bây giờ thì Hoàng Mai Nhi mất bãi quả rồi, Hoàng Mai Nhi sẽ yếu trong trận này. Trong khi đó thì Mạnh Hào vẫn là một bài ra 2L đều với bài cầm Phonician. Trong khi đó thì nếu như Chibon không về nhà và Tham Lai vẫn là 3-3 thì như Chibon. Nhưng vậy là vẫn đang ổn trong trận đấu này thì cặp đôi của phía KTV khi mà Tý cũng là người mất dần. Xem Tham nào, cân Tham ở thời điểm này và thậm chí rằng bên mình vẫn đang để. Đây là cái máy của Mạnh Hào. Ô không, Mạnh Hào cũng mất một tay dần. Vâng, bắt lên luôn tôi cùng là này. Chi Boy nhìn màn hình máy của Mạnh Hào để bắt quân nào. Đây là Chi Boy. Vâng, có kịp không? Vâng, không kịp rồi. Nhưng bắt được một người quân của đội bạn thì cũng ổn. Vâng, bố nào vẫn đang vắt tương tương thôi. Không đều hẳn. Cổ hết tất cả vào nhưng ở giữa đằng sau thôi, còn quân ông dồn hết sang nhà Hào đi, còn bố cũng bờ kìa. Tham Lai của Mạnh Hào đang là 20, Chim Boy Tham Lai là 43 từ này. Vâng, màu
hai nhà cũng rất xấu theo tin báo về. Bắt được kick cung R này của đội bạn là xong luôn. Vâng, phải chăng là kết thúc luôn. Và chiến thắng 3-0 trong trận đấu đầu tiên đơn giản nhé. Mình đối với Binh Trang chúng ta cùng chờ đợi. Kick cung này chắc chắn đã bắt rồi. Vào đây. Vâng, đây vung vào pha về em chứ bội không. Hơi hơi loạn nhịp 2-3-5 đúng cái nhịp vậy tương ứng vừa rồi. Nhưng hai đã hết cung R rồi. Vâng, bắt được rất nhiều cung R của game thủ tí. Tham lai là 45/60, trong khi đó thì nhà tham lai vẫn là 20. Không thể là 15. Rồi cầm theo với tham lai của Hoàng Mạnh Nhi, tham lai chưa biết như nào cả. Thế thì cũng chỉ cần với Hoàng Mạnh Nhi thôi. Trong khi đó đây là chim bòn. Vâng, bắt được cái cung đờ này không. Tôi tưởng tham lai của Hoàng Mạnh Nhi vẫn giữ được phần ruộng nhưng nó rất ổn. Chưa chắc rằng là chim bòn đã phải đánh tí. Theo như báo về là bách đá hết dần của Hoàng Cân. Vâng, cần hai ông Vân Cơ và cô ra thì Vân Cơ chị An của Vân Cơ không còn người dân cả. Vâng, trong khi đó thì đây là tuần ốp quần của đội bạn. Vâng, tờ này chú hết vào trong hốc. May ra mà đỡ được thì chạy đi chạy đi. Vâng, chú hết vào trong hốc rồi. Hôm nay là 42/60. Vân bắt đầu di chuyển ra ngoài đấy với em bố, đội bạn đi thẳng vào. Bách đang chỉ còn vẫn từng này là đà thôi, bách hết trận rồi. Mỗi từng này vẫn còn mỗi từng này là đà thôi. Hào thì bắt luôn không? Hôm nay là phân cuối. Đừng dưới, đừng dưới. Hào không đông cung lạc đà lắm đâu. Và không, khá đông lạc đà đấy thì cũng hào. Hôm nay là 17 rồi, không 17, khoảng đến 11 cung lạc đà. Vâng, ăn được pha về cái tốt của Mạnh Hào. Không, không tốt lắm. Vâng, cung khá khá, cung rờ phải nằm xuống rồi, nhưng từ từ, giữ lạc đà đấy thôi. Vâng, bảo quan trọng là bảo kê được nhà của game thủ chip boy 15, trong khi đây là chip boy thằng này là 37. Vâng, đang chưa biết là ai sẽ ăn ai trong trận đấu này. Tham lai vẫn đang gọi là ở mức cân cân thôi, chưa biết ai sẽ ăn ai. Mặc dù vậy thì đó là cung vâng, một bên là cung phô, một bên là cung hít. Nhưng tham lai bằng phô mình vẫn bất lợi hơn. Nhà chip boy là một nhà mắc bên các bạn thì rừng bắt đầu bị tù, đang phải ra ngoài ăn rừng rồi. Nhưng trong khi đó thì phía bên kia bài hit cũng đang cực kỳ dễ lời. Cũng là cũng chưa biết ông nào ăn ông nào. Bài vâng, trận đấu này là một trận đấu rất cân. Quân cân và đánh cũng ra là một thứ cân. Vâng, tham lai mình đi đi rồi. Vâng, bơ của Mạnh Hào đang đang có nhân vật có lẽ là thời gian mà đang rất nhiều rồi. Đúng chứ, mọi người là chi bòi của cân được hai không? Rồi, bắt hết được là đà của Hoàng Mạnh Nhi. Nhưng có vẻ như vấn đề bị gỗ. Để xem mà biết được mình có vấn đề bị gỗ rồi. Bài gỗ ở phía bên ngoài cuộc lớn của người thủ chi bòn rồi mất đi vào đó là dấu hiệu. Để cho các nguyên thủ như Tim Hà Nam biết được rằng là chi bòn đang có vấn đề bị gỗ. Bắt được tân cung R này không? Cái máy máy của Hoàng Hào. Không, không phải là tân cung R có 4 con thôi. Cũng bắt. Là bắt thôi. Vâng, tham lai đè dần rồi. Vâng, hít cổ tí đang nở ra một cách khá mạnh mẽ. Và trận đấu này thì có lẽ rằng là chúng ta nhiều khả năng sẽ tất nhiên là vẫn như là đánh thôi. Tham lai vẫn đang chưa quá đè nhưng nhiều khả năng nó vẫn nhường thôi. Ôm nốt tân cuối nào. Ôm nốt tân cuối đi. Vâng,
like cho bếp mình. Có anh em nào chưa like nữa mình, anh em nhớ like luôn nhá. Cảm ơn anh em, rất cảm ơn anh em. Like cái gì mà like những nhân thủ những người viên anh em. Rồi vào tên cuối cùng, tên cuối cùng để ăn cả ngã thì quýt. Vâng, Mạnh Hào kinh 95x mà các bạn thì thấy vâng vẫn lên đời một vạch so với Hoàng Mai Nhi thì anh em cũng đã hiểu rồi. Bài 9 sớm đấy Hoàng Mai Nhi và là hai giò cấm đầy đủ, hai lời bắt đều từ đầu đến cuối. Siêu khỏe,